Telegram cũng phát hành tiền ảo riêng, GAM, tiền điện tử của công ty ứng dụng tin nhắn mã hóa Telegram, sẽ sẵn sàng trong 2 tháng nữa. Thông tin này khá bất ngờ, vì cách đây không lâu Telegram đã hủy bỏ kế hoạch IPO. Tuy nhiên, đây sẽ là việc chẳng đặng đừng bởi nếu không phát hành GAM trước 31 tháng 10, công ty sẽ bị phạt nặng vì trước đó đã huy động 1,7 tỷ đô la Mỹ cho sản phẩm này. New York Times cho biết thời hạn chót 31 tháng 10 là có thật. Chính vì vậy Telegram phải hiện thực hóa đồng tiền điện tử GAM càng nhanh càng tốt người dùng sẽ lưu tiền mới trong ví điện tử GAM. Telegram có kế hoạch cung cấp loại tiền này cho hơn 200 triệu người dùng khắp thế giới. Vẫn chưa rõ các nhà làm luật sẽ phản ứng thế nào với tiền điện tử mới của Telegram. Đồng tiền Libra của Facebook đang bị giới tài chính lên án rất nhiều vì có thể làm méo mó thị trường tiền tệ hiện nay.